Thưa Thầy, xin Thầy giảng câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm không thể nghĩ bàn. Cái bài này trong cái bài tụng mình hay tán Phật không? Cái đây là cái bài mình ca ngợi. Mình nói rằng Phật và chúng sanh, cái chân tánh vốn rỗng lặng, yên lặng. Cái chỗ mà cái chỗ mà giao thông giữa Phật với chúng sanh không có xa. Ví dụ như Phật cũng có cái hiểu biết sáng suốt, mình cũng có. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn mê? Tại vì mình không có phát triển được cái chỗ đó. Cho nên nếu mình phát triển được chỗ đó thì mình với Phật ngang bằng. Cho nên mình thắp đèn, thắp hai cây, thắp hai cái đèn hai bên để nói lên ý rằng Phật với chúng sanh đồng một tánh giác. Và các vị ngày xưa hay dùng cái từ như nhau, dọc mũi ngang màng, chân mày ngang, lỗ mũi dọc. Phật cũng giống vậy. Không phải thành Phật rồi lỗ mũi mọc ngược hay chân mày mọc xét. Như nhau, dọc mũi ngang màng, nhưng mà tâm phàm, tâm thánh cả hai chẳng đồng. Giống nhau ở cái mặt mũi mà hai cái tâm. Tại vì mình không có chùi mài cái chỗ đó. Chứ thật ra Phật, Đức Phật của chúng ta trước khi Ngài thành Phật, có phải Ngài cũng là một chúng sanh không? Ngài cũng là một chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh có hiểu biết, có giác ngộ thì là Phật. Vậy thì chúng ta định nghĩa chữ Bồ Tát là gì? Bồ Tát là hữu tình giác. Nghĩa thứ hai là giác hữu tình. Bồ Tát nghĩa là một người có tình cảm nhưng mà đã giác ngộ. Còn nghĩa thứ hai là lấy cái giác ngộ đó cảm hóa người khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Hữu tình giác, giác hữu tình. Và trước kia vẫn là phàm phu, nhưng bây giờ là Bồ Tát là thật. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Có một ví dụ ha. Từ hồi sáng giờ á, tâm mình rỗng lặng không? Không giận ai, buồn ai, mọi việc vui vẻ bình thường hết. Để đó là mình đang rỗng, một trạng thái rỗng lặng đó. Nhưng mà chỉ cần lát nữa ra ngoài cửa mà mất một đôi dép thôi là mình sẽ hiểu mình rỗng lặng cỡ nào. Hay là một cái gì nó xảy ra nó không như ý mình. Xin Thầy giảng cho con hiểu thế nào là Phật và như thế nào là chúng sanh. Nếu nói về thân ngũ uẩn thì ai thọ thân ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là chúng sanh. Nhưng mà một chúng sanh mang thân ngũ uẩn mà tất cả tâm ý giác ngộ, đó là chúng sanh giác ngộ. Cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh giác ngộ. Mà chúng sanh giác ngộ thì được mệnh danh là Phật. Chúng sanh mà còn mê lầm thì gọi là chúng sanh mê. Chứ còn chúng sanh là ai chúng sanh hết. Chứ đừng nói, ôi đi ra ngoài kia cho chúng sanh ăn đi, mình là gì? Chúng sanh là những người nào còn mang thân tứ đại sống là chúng sanh đó. Mang thân tứ đại là thọ thân ngũ uẩn, sắc là sắc thân này, rồi thọ là cảm thọ, rồi sự tưởng tượng, rồi những cái nhận biết. Cho nên mình cũng là chúng sanh, nhưng mà bây giờ mình cũng giác đó. Mình giác phần, giác từng phần thôi. Khổ đau giác đó, đau đau giác đó, gọi là phần giác. Còn Phật á, giác hết toàn vẹn, cho nên gọi là toàn giác. Còn mình là phần giác thôi. Đỡ lắm đó, chứ trước kia là bất giác. Không lúc nào tỉnh hơn. Còn nếu mà người nào mà tu dở dở là chút thì giác, chút thì mê, cái đó gọi kinh gọi là hốt giác, hốt mê. Chút xíu giác, chút xíu thì mê. Giận người đó, kỳ này á, tôi chia tay đó, gửi bó hoa tới, thôi mà em, xong anh. Cho nên á, cái đó, mình á, từ cái bất giác, nhích lên được chút là hốt giác, hốt mê. Khá khá chút là phần giác.
Còn Phật á, Ngài cũng giống mình hồi xưa y hệt vậy đó. Nhưng mà đến khi mà cái chỗ rốt ráo của Phật chứng đắc là gì? Là toàn. Khi mà mình, cái người giác ngộ rồi, người ta thấy cái nhân đó sắp sửa làm, người ta thấy luôn cái quả, cho nên người ta né cái nhân, người ta không làm. Còn mình bây giờ đó, mặc dù đã từng bị quả nhưng mà gặp nhân vẫn không ngán, và thậm chí còn nói câu không sao đó, cũng thanh toán nó là tính sao. Tại vì sao? Tại vì mình khác là Bồ Tát là sợ nhân, còn chúng sanh mình thì sợ quả, lúc gieo nhân mình đâu có sợ. Cho nên ở cái cũng cách sống thôi, mà do cái cách sống mình gọi tên chứ có gì. Ví dụ như á, cái người cũng ăn như mình, cũng muốn bình thường, nhưng mà cái người nào mà nhậu nhẹt tối ngày, sáng xỉn chiều xa, thì mình lại kêu người đó là gì? Hủ hèn. Cũng là một chúng sanh giống mình, cũng ăn, cũng vui, cũng buồn vậy, nhưng mà cái trạng thái người đó sống là không tỉnh. Mình có cái tên mình gọi người đó. Chúng ta cũng thế, mình Phật vẫn ăn giống mình à, vẫn đi khất thực à, vẫn ăn cơm, vẫn bình thường. Cho nên hồi đó có kể một vị hòa thượng của chúng ta ở Việt Nam, ngày đi về quê ngày giảng đó, rồi có mấy Phật tử ngồi ngoài, cái thấy ngày đi vô trong nhà vệ sinh, mấy bà rù rỉ mà nói, trời ơi hòa thượng mà cũng còn đi tiêm vẫn còn đi toilet. Tại vì sao mình nghĩ hòa thượng là không gì? Ngài trong ngày nghe được, ngày tức cười, ngày đi ra ngày trễ, người ta đã tôi nghe mấy bà xù xì, trời hòa thượng còn đi toilet. Vậy mình nghĩ Phật là cái gì ghê lớn, ý chán mình. Mình nghĩ Phật là cái gì ghê lớn, nhưng mà Phật có gì bên Phật bình thường. Cho nên trong Kinh Kim Cang diễn tả cái hình ảnh Đức Phật rất bình thường, mặc dù Kinh điển Đại Thừa nói những cái điều rất hồn nhiên. Và thậm chí như Kinh Pháp Hoa là nói Phật là phóng quang rồi chân mài lên tới nhìn, nhưng mà có những bản kinh Đức Phật sáng ôm bình bát vô thành khất thực, tới giờ trưa về ăn cơm xong rồi rửa bát rồi xếp y rồi lên cái thiền sàng ngồi. Đôi khi mình không có để Phật bình thường đó, mình muốn lúc nào Phật cũng phải không phải là cái người bình thường mình mới chịu. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nói tôi chỉ là người bình thường. Cho nên trong cái lời mà khai thị cái ngày lễ Phật đản cách đây hơn 2600 năm, tại phía Bắc Ca Tỳ La Vệ có một thái tử đã ra đời, đó chính là Thái tử Sĩ Đạt. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã đưa sự hiểu biết và thương yêu của Ngài đến mức tột cùng. Con người như chúng ta, nhưng mà tình thương và trí tuệ của Ngài đến cái chỗ cao cả. Nhưng mình cũng được đó,